Jenny, không phải chị nói gì cô. Cô đã ăn chùa ở... Đây là quy tắc nhảm nhí gì vậy? Cảm... Biết dịu dàng hay không? Jenny, ra ngoài đợi đâu? Chúng tôi tự đi được mà. Này Jenny, cậu biết bắt đầu rồi đấy. Đừng quan tâm nữa. Đi thôi, nhanh lên. Thế nào? Làm sao thế? Sao mới đi làm có mấy... Alo. Làm tốt. Cô ấy tên là gì? Dương Giai Ni. Em mà, hãy trách tên súc sinh đó đi. Nhị thiếu, tiểu cương, đến rồi à? Mau vào đi. Để anh xem. Sao lại không? Anh sẽ cưới một cô gái tàn hoa bại liễu như vậy làm vợ.